Tiếp tục giới thiệu cho các bác một siêu phẩm máy sưởi gốm Panasonic 2021 mọi người này. Đấy thì mình vừa cập bến một chiếc máy sưởi gốm mọi người nhé. Con này là Panasonic DSFKX1205 này, date 2021 mọi người nhé. Nói chung là 21, 22 nó chả khác gì nhau đâu mọi người ạ. Đấy, và những con máy này thì bên em lựa rất là kỹ. Đấy, hàng là cực kỳ tuyển luôn bác con nhé. Đấy, gần như không có cái vết xước gì lớn cả đâu. Hàng bên em thì đều là hàng lướt và lướt chọn mọi người nhé. Đã lướt thì lướt chọn, bởi vì là những con đều có con đời cao cả. Con đời cao hết mọi người nhé. 21, 22, năm nay với 23 thì mọi người. Đấy, thì hình thức máy em đang quay rất thực tế mọi người nhé. Đẹp, em sẽ cho mọi người xem thông số ạ. Con này là DSFKX1205 này, DS2021 này. Về cơ bản thông số với con 21, 22 nó không khác gì nhau mọi người nhé. Đấy, các tính năng thì nó cũng không khác gì nhau cả. Đây là sưởi liên tục này, sưởi tự động này, bù ẩm này, hẹn giờ tắt bật này, cảm biến hoạt động trước này. Cảm biến hoạt động trước mọi người này. Nano khử khuẩn này. Đấy, con này có nano e khử khuẩn mọi người nhé. Nó giúp khử mùi rất là tốt trong phòng luôn. Đấy. Con máy thì rất mới mọi người nhé. Em đang quay một cái góc nghiêng cho mọi người. Đấy. Nói chung là máy rất đẹp mọi người nhé. Bác nào có nhu cầu về con này thì sưởi gốm là kiêm bù ẩm mọi người nhé. Đây kiêm bù ẩm ạ. Đây. Nó có bình nước bù ẩm như kiểu lọc khí mọi người nhé. Đấy. Nên con này là sưởi cực kỳ lành, ấm mà lại không khô rát. Đấy. Bác nào có nhu cầu về con này liên hệ bên em nhé. Hiện tại bên em đang bán con này giá là 4.3 triệu. 4.3 triệu cho con máy sưởi gốm cực kỳ mới luôn, mới tầm khoảng 95-99%. Sưởi siêu ấm luôn. Rồi cảm ơn mọi người.